Liên quan đến thị trường bánh trung thu, thưa quý vị, tận dụng vào thời gian cao điểm mua sắm, tiêu thụ hàng hóa dịp Tết Trung Thu, các gian thương đã tìm nhiều cách để nhập lậu bánh kẹo có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài về thị trường Hà Nội với số lượng lớn. Tuy nhiên, những sản phẩm 3-0, tức là không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo được chất lượng về an toàn thực phẩm, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đến sức khỏe người tiêu dùng. Tin vào lời quảng cáo, chị Minh Nguyệt ở quận Long Biên đã đặt mua 3 chiếc bánh trung thu 200g với giá chỉ 16.000 đồng một chiếc trên một trang thương mại điện tử. Kết quả khi nhận hàng, chất lượng của những sản phẩm giá rẻ này khiến chị vô cùng thất vọng. Thì khi mà đặt về tôi thấy có một số loại thì sẽ có mùi ẩm mốc và tôi thấy có mốc trắng, thì khi cái vị thì nó lại không được như tôi mong đợi. Đấy, thì cũng lo lắng về cái chất lượng, thì không biết là các cái sản phẩm khác thì như thế nào. Những chiếc bánh trung thu không khó tìm mua trên các hội nhóm bán hàng online mỗi khi gần đến Tết Trung Thu. Và đây khoảng hơn 1 tấn bánh kẹo nhập lậu gồm nhiều loại khác nhau. Chủ kho nhập về chưa kịp xé lẻ tiêu thụ thì bị phát hiện tịch thu. Tại vì tôi nhu cầu ăn vặt người ta giờ càng cao nên là tôi nhập ở trên các người ta bán ở trên mạng, xong rồi tôi nhập trên các cái trang về xong lại chia nhỏ ra. Những chiếc bánh được nhập với giá siêu rẻ từ 700 đồng đến 5.000 đồng một chiếc, có đủ vị khác nhau nên nhiều người đua nhau nhập về kinh doanh kiếm lời. Bánh kẹo nhập về còn được bảo quản trong nhà kho chật chội, ẩm thấp với điều kiện không đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Đối tượng là thuê các công ty vận chuyển, công ty giao hàng để vận chuyển qua từ địa bàn Lạng Sơn hoặc Quảng Ninh về thành phố Hà Nội. Đấy, thường thì các đối tượng là sẽ sử dụng cái tên qua mạng ấy, tức là sử dụng tài khoản để đặt qua app. Để bây giờ hiện nay là cái hoạt động vận chuyển hàng hóa thì cũng các công ty cũng áp dụng và công nghệ nhiều. Tính riêng tháng 9 năm nay, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện kiểm tra xử lý 12 vụ việc liên quan đến mặt hàng bánh trung thu. Hàng hóa vi phạm là 7.592 sản phẩm bánh trung thu, bánh trứng chảy các loại. Đây là hàng vi phạm xếp vào loại bánh kẹo 3-0, không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo chất lượng về an toàn thực phẩm và không hề có hàng sử dụng. Mới đây, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã đưa ra hướng dẫn cách chọn bánh trung thu an toàn. Người tiêu dùng chỉ nên mua, sử dụng thực phẩm phụ gia thực phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục, không đúng đối tượng, liều lượng theo quy định.